Du khách tấp nập trải nghiệm phố đi bộ Bạch Đằng bên sông Hàn. Phố đi bộ Bạch Đằng đi vào hoạt động cùng với chuỗi dịch vụ trên cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi và công viên bờ Đông, tạo nên một quần thể liên hoàn cho du khách thỏa thích trải nghiệm các hoạt động ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật đường phố. Tối ngày 7 tháng 6, Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng khai trương phố đi bộ Bạch Đằng với nhiều hoạt động ấn tượng, gia tăng các trải nghiệm cho người dân, du khách và tạo sản phẩm du lịch mới bên sông Hàn. Phố đi bộ Bạch Đằng dài 1,2 km, nằm trên vỉa hè phía sông Hàn, đường Bạch Đằng nối dài, đoạn từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý. Bắn pháo hoa khai trương phố đi bộ Bạch Đằng, các điểm check-in với các mô hình độc đáo dọc tuyến đường có 27 kiosk và ô tô bán hàng. Hai sân khấu nghệ thuật tại đường Bình Minh 6 và cầu Bán Nguyệt. Trong đêm khai trương, tại tuyến phố phục vụ múa lân, biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ người dân và du khách. Ô tô bán hàng được đậu sát vỉa hè trong diện tích 10x2.5m, trang bị bàn ghế phục vụ khách tấp nập người dân, du khách trải nghiệm phố đi bộ đặc biệt 2024 tình nguyện viên. Gồm các câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động phong trào trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đồng diễn các vũ điệu tập thể, cùng người dân và du khách hòa nhịp trên phố đi bộ. Phố đi bộ Bạch Đằng được thí điểm hoạt động 5 năm, 2023-2028. Các hoạt động bắt đầu từ 15 giờ đến 0 giờ hàng ngày, riêng từ thứ Sáu đến Chủ nhật cấm xe hoàn toàn trên đường Bạch Đằng từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý. Phố đi bộ Bạch Đằng được kỳ vọng sẽ là một điểm đến giải trí về đêm hấp dẫn, đáng mong chờ của người dân. Du khách trong và ngoài nước 2024 tình nguyện viên đồng diễn dân vũ trong đêm khai trương. Trong thời gian này, Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu cùng các đơn vị tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật, âm nhạc, các hoạt động đường phố, ký họa, biểu diễn khiêu vũ, hip hop, ảo thuật, trò chơi dân gian để thu hút người dân, du khách. Tại đây còn tổ chức các lễ hội chào năm mới, Tết Việt, lễ hội ẩm thực, lễ hội khinh khí cầu, vũ điệu ánh sáng, nhằm đưa phố đi bộ Bạch Đằng trở thành sản phẩm du lịch mới bên sông Hàn, điểm nhấn về kinh tế đêm của thành phố Đà Nẵng. Vỉa hè được cải tạo trồng hoa, bổ sung cây xanh. Ông Lê Tự Gia Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, cho biết sông Hàn đoạn qua khu vực trung tâm được xem như phòng khách của thành phố Đà Nẵng. Cùng với thành phố, thời gian qua Quy, Hải Châu đã đầu tư nhiều nguồn lực cho khu vực sông Hàn. Song song với đó, mục tiêu của địa phương sông Hàn không chỉ đẹp, mỹ quan, xứng đáng vị thế quận trung tâm mà còn sôi động, giàu sức sống với nhiều hoạt động hấp dẫn, góp phần phát triển kinh tế, nhất là kinh tế đêm. Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà cũng đưa vào hoạt động các dịch vụ tiện ích cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi và công viên bờ Đông. Đoàn tàu du lịch, du thuyền cũng di dời về chân cầu Nguyễn Văn Trỗi. Cùng với phố đi bộ Bạch Đằng, khu vực này tạo nên một quần thể sản phẩm du lịch liên hoàn. Trang trí đèn chiếu sáng dọc phố đi bộ tạo cảnh quan đẹp xen kẽ với các ô tô bán hàng là kiosk kích thước 10x4m, container 20 feet. Được tự trang trí theo phương án kinh doanh, đảm bảo mỹ quan và an toàn mưa bão, mô hình check-in kết hợp trạm sạc thiết bị di động, phát wifi, mini game đổi quà, đạp xe chiếu sáng. Với thông điệp năng lượng xanh, phố đi bộ Bạch Đằng, du lịch đêm cầu Nguyễn Văn Trỗi và bờ Đông cùng tàu du lịch trên sông Hàn góp phần phát triển kinh tế đêm thành phố Đà Nẵng.